Chỉ bằng thao tác tìm kiếm với từ khóa, chiêu trò bán hàng khuyến mãi, trang Google đã cho ra hàng loạt bài viết phóng sự cảnh báo từ cơ quan chức năng về trong cuộc như thế này. Đằng sau tấm thẻ này sẽ có một phần quà trị giá tương đương với số tiền chúng ta bỏ ra trong chương trình ngày hôm nay. Điều này cho thấy tình trạng phổ biến của loại hình bán hàng núp bóng chương trình chiên khách hàng tham quan, học tập, du lịch không đồng. Chiêu trò tinh vi, đội lốt doanh nghiệp hoạt động kiểu này đã khiến không ít cấp ủy, chính quyền cơ sở lúng túng thời gian qua. Trước mắt là chúng tôi cũng đã chỉ đạo và cho các cái hội đoàn thể là nghiêm túc rút kinh nghiệm và đặc biệt là tăng cường nêu cao tinh thần cảnh giác và tuyên truyền cho đoàn viên hội viên của mình để không tham gia các cái sự kiện như là hội thảo hoặc là du lịch không đồng hay các chương trình biến tướng khác trong cái thời gian tới. Điều dễ nhận thấy, hầu hết người tham gia đều là trung, cao tuổi, phụ nữ, hội viên ở các vùng nông thôn, miền núi, thường có tâm lý phấn khởi khi được nhận quà tặng. Song khi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền lợi, thì lại ngậm bùa hòn làm ngọt. Thực tế từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lý thị trường tỉnh chưa nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về vấn đề này. Song các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một số vụ việc có dấu hiệu tương tự xảy ra ở các huyện Phú Ninh, Thanh Sơn và thành phố Việt Trì. Thì qua cái sự việc này, tôi mong muốn là bên chính quyền địa phương cùng các anh công an ngăn chặn những cái bọn công ty nó lừa đảo để cho mọi người dân chúng tôi lần sau chúng tôi không dính vào những cái trường hợp lừa đảo nữa. Qua chiêu trò bán hàng khuyến mãi chiên khách hàng thì các doanh nghiệp như chúng tôi vừa nêu có thể chốt đơn hàng lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, số tiền lớn hơn rất nhiều so với quà tặng khuyến mãi. Trong khi đó, để kết luận rằng doanh nghiệp bán hàng giả, hàng nhái có hành vi lừa đảo hay vi phạm các quy định về bán hàng khuyến mãi hay không, lại phải có quy trình xác minh xử lý. Vậy thì giải pháp căn cơ để ngăn chặn các hành vi biến tướng là phải giám sát hoạt động này ngay từ đầu. Các tổ chức chính trị xã hội cũng cảnh giác khi có hiện tượng hoặc dấu hiệu mà các tổ chức cũng như cá nhân lợi dụng hình thức khuyến mại, tuyên truyền bán hàng quảng cáo để lừa đảo người dân thì cũng gọi điện thoại đường dây nóng hoặc lực lượng quản lý trường sẽ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành vi nếu có xảy ra. Thời gian qua, một số tổ chức cá nhân vì lợi nhuận mà đội lốt doanh nghiệp diễn trò bán hàng hoàn tiền qua mặt cơ quan chức năng lừa đảo người tiêu dùng. Còn người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, cảnh giác trước các chiêu trò mua hàng hoàn tiền. Bởi ở đời, khó có chuyện ai cho không ai cái gì.